Vâng, hai cô bắt đầu vô này kìa. Chào mọi người. Cho thêm đèn, xin thêm ánh sáng. Như canh ánh sáng kìa. Ok, canh ánh sáng vô. Rồi, ok. Ok, rõ rồi. Chào mọi người. Mọi người ăn sáng uống cà phê chưa? Ôi, em thấy chị Vân Dương này nè. Chị Vân Dương ăn tối chưa? Chị khỏe không chị? Chắc cỡ nửa tháng nữa em có thư phỏng vấn á chị Vân à. Vân quay đứng nè, Vân quay đứng. Để cái máy của Vân xuống đó. Mọi người nghe nhạc chút xíu nha. Rồi hôm nay mình sẽ làm mẫu này nha mọi người. Bài này thì nó giống giống nhau vậy đó, nhưng có điều là cái bố cục nó hơi khác một chút xíu. Mọi người nhìn rõ không ha? Rồi đầu tiên mình sẽ búp phở ha. Ở đây thì trước khi mình làm thì cái móng của mình đó là nó bóng như vậy nè, nó bóng như vậy nè, thì mình búp phở nó đi một chút xíu, mình lấy cái mặt mịn đó mọi người, đừng có lấy cái mặt nhám này, cái mặt nhám này nó sẽ bị bể màu của mình nha. Đó, ok. Thì bây giờ là mình sẽ lót một miếng giấy ở dưới. Mình lót một miếng giấy ở dưới nè. Mình lót miếng giấy ở dưới, mình thấm miếng nước. Rồi mình để cái miếng giấy ở trên ha. Và giấy mình sẽ vuốt cho nó thẳng ra nha. Giấy mà nó không thẳng lắm, nó cong mình khó, nó lại nó có nếp gấp á, thì nó sẽ rất là khó. Thủy, chị chào Thủy nha. Em khỏe không? Đi làm về rồi hả? Mệt không? Rồi, hôm nay Mary sẽ sử dụng ba màu này, màu trắng, màu tím đậm. Cái hoa này Mary sẽ dùng cái màu này để Mary đánh ha. Rồi. Bây giờ mình đập đập xuống rồi mình xịt cái màu ra, mình bóp cái màu ra mọi người. Mình lấy màu ra, mình đừng có tiết kiệm quá nha. Tại mình tiết kiệm quá cái lát nữa màu nó mau bị khô lắm. Mình để màu là nó phải u lên như vậy nè, nó phải một một cục như vậy nè ha. Rồi mình để cái này thì nó cách ra xíu. Đó, nó cách ra xíu rồi. Cái này thì mình pha vô xíu thì mình lấy ít nó lại ha. Cái nào mình lớp video của chị thì cảm ơn Thủy nghe. Thủy là chị nhớ mặt Thủy luôn á, quen với Thủy luôn á.
Rồi bây giờ mình như thường lệ thì mình đi rửa cọ. Cọ mình đi dùng vẫn là cái cọ y câu ha. Y câu số 2. Cây này là hôm nay là 65.000 và chuẩn bị hết hàng. Rồi mình đi rửa cọ, mình đi rửa cọ. Và mình chùi cái màu ra nè. Đó ha. Rồi hôm nay mình sẽ đánh ở trên cái móng dài xíu. Còn những cái mẫu nó đơn giản thì nó như thế này đó, nhiều khi nó đơn giản, nó nhỏ nhỏ như vậy thì nó cũng đủ rồi ha mọi người. Và hôm nay á, mình sẽ đánh một là mẫu này, một là mẫu này, hai là mẫu này ha. Đó. Mọi người đâu hết rồi. Rồi bây giờ mình vô là mình vẫn lấy màu. Mình lấy màu là mình đưa xuống như vậy, chứ mình đừng có lấy ngang. Mình đưa ngang vậy thì màu nó sẽ bị dây qua bên kia ha. Nó bị dính á, nó dính vào dây là nó dính á. Rồi mình tán màu ha. Vẫn là mình tán, mình đi ra, nhích vô. Đó, mà mình kéo xuống là một khoảng một ô tập thôi. Mình đừng có kéo dài quá, kéo dài là nó sẽ bị mất màu á. Và nhớ lấy nước ra, dây nó ra để nó có những cái hạt nhỏ. Để mình lấy nước vô khi mà mình cần ha. Mọi người nghe và thấy rõ không? Nhạc có lớn quá không? À, giấy này á, là giấy chống thấm mà để lót bánh em Thủy Phan. Em đi ra ngoài chợ đó, cái này bán có 18, 19, 20 gì đó. Tùy theo, chị cũng không rành nữa. Ha nè, hôm nay mình sẽ tán ba màu. Thì cái cọ của mình khi mà mình mới vô thì mình sẽ tán rất là nhiều. Tán để cho nó mịn đó và đậm màu nó đều. Nhưng mà khi trong quá trình mình đang vẽ rồi thì mình không cần phải tán nhiều nữa ha. Mình chỉ lấy thêm nhẹ thôi. Đó. Rồi bây giờ nó xong rồi ha mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi cái cánh đầu tiên ha. Cái cánh đầu tiên nó sẽ nằm ngay đây. Nè mọi người nhìn thấy rõ không ạ? À? Rồi để nghiêng nè. Đó, mình kéo qua ha. À, Hana. Bạn yêu của Mary, bạn của Mary á mọi người. Thủy để em hai cây cọ này nha, lát em đi móc chị. Ok Thủy. Rồi mình đi ở đây một cánh nữa. Mình kéo ngang xuống ha. Rồi. Ở đây thì mình hồi nãy mình vẽ bên này đúng không? Bây giờ mình không thể nào mình vẽ từ đây mình vẽ qua thì mình khó canh lắm, mình nghiêng cái móng và mình lật cái cây cọ lại. Thì mình sẽ đi được ha. Đó, mình dợn này là đến khi mà cái điểm mà kết thúc là lúc nào mình cũng phải dỡ cái đít lên ha. Và bắt đầu hôm nay mình đi lại cái cánh này. Mọi người nhìn rõ không ạ? À? Hạnh ơi, Hana ơi. Uống cà phê xong chưa? Em tình yêu ơi. À Nguyễn. Gắn thẻ An á mà không thấy An đâu hết trơn. Cái này là đi lại cái mẫu ngày hôm qua An, An nhớ không An? Hôm nay chồng yêu lâu quá chưa cưới. Cưới đi, muốn cưới thì sao? Nhớ nha Hana. Lấy xe xong là phải rửa xe nha. Mà rửa với Marie là chỉ rửa bằng cà phê thôi nha. Rồi ok nè. Rõ nét như trực tiếp chị ơi. Chị mình đang trực tiếp luôn đó bé. Rồi ok nè. Bây giờ mình có một cái kiểu đánh là mình hất, mình phẩy nha. Thấy không? Thấy Marie đánh không? Đó, để nghiêng cái cọ xuống nha. Mình phải đè cọ chút xíu nha mọi người. Mình phải đè cái cọ xuống. Chào em, buổi sáng vui vẻ nha. Đó, thấy không? Thấy Marie nó có hai kiểu đánh đó mọi người. Đó, rồi mọi người thấy không? Ok, nó sẽ có được những cái cánh như thế này. Rồi cái cánh này thì nó hơi chờ một chút xíu nè. Đúng rồi đó, Marie không có gì ngoài cọ với nước sơn hết trơn á. Cái này mình cho nó chồm cánh xíu nha mọi người. An ơi, em đánh cái hoa đẹp vậy đó An. Hả?
Rồi nè, đó em, mọi người thấy bây giờ mọi người phệt phệt cái màu này cho Mary xíu đi. Hình như mình lấy lộn màu rồi đó, đó là cái kia mình lấy màu xanh tím đó, chứ không phải màu này đâu. Hình gì nó không ra đúng cái màu đó. Vâng, cô quên, nó còn bị lộn màu á. Rồi bây giờ ha, bây giờ mình sẽ cho cái cánh này nó sẽ nằm xuống đây, mình sẽ phệt phệt chút xíu ngay đây đi. Đó, mình phệt 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 bên trong á mọi người. Dạ, cọ này là 65.000. Chuẩn bị hết hàng rồi đó, nó còn cái hàng kia thôi, còn hàng xịn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thêm một cánh nữa. Mình đi ở dưới này, cái cánh này nó tuột xuống dưới nha. Chị An, em không đi giống chị được, nó tròn eo. Từ An, chị đã dặn rồi là đến cái phần mà giữa đó là An phải đè cái cọ xuống, cho nó xòe cái cọ ra, An nhớ không? Để cho Mary thổi xíu nè. Mai Đoàn, hello Mai Đoàn. Rồi nè, Mary đồ lại nha. Nè, mình có thể mình bỏ, mình hất hất cọ cũng được nè, thấy không? Nhưng mà cái cọ của mình, thấy Mary tán không, nó phải nằm xuống luôn á. Đó, rồi kết thúc nè. Thấy chưa? Cọ hơi khô nha mọi người, cọ của Mary hơi bị khô nè. Rồi, xong bây giờ mình quấn cánh nữa ha mọi người. Mình sẽ quấn cái cánh bên đây. Mình phải... Em có đè chị, em càng đè nó càng mập. Em đè chút xíu thôi, em đè chút xíu rồi em phải nhấc nó vô liền An. Nhưng mà căn bản là em đã ra được ba cái cánh ở trên rồi đó. Rồi mình thổi xíu, mình thổi nó còn nè, thấy con mọi người thấy không, nó còn như vậy là mọi người đừng có làm gì nó nha, đừng có đánh nha, nó chợt màu á. Rồi bây giờ mình mới để nè, mình để nó gần ngay chính giữa nè, mình đi lên nè. Đó, thấy không? Rồi bên đó là một cái cánh mà nó thuận tay á. Rồi giờ mình nghiêng bên đây, mình cho cái này nó hở ra chữ V, nó đừng có để như vậy mà nó phải hở ra chút xíu, hình dạng như nó nở chữ VV ra. Cô ơi, cọ vẽ mua ở đâu và giá bao nhiêu vậy cô? Cọ của cô vẽ là cô bán nè. Mary bây giờ bán cọ rồi, tại vì thấy mọi người có nhu cầu đó, cho nên là cái cọ này là 65.000 nè em. Nó có cọ cán gỗ cũng xịn lắm, y hệt luôn. Nhưng mà nó là bình thường nó là 120, mà hôm nay Mary giảm giá mua 2 cây còn 90 một cây là 182 cây đó, và phải mua được 2 cây. Rồi cái này mình đồ lại nha. Mọi người có thắc mắc gì nói Mary nha, Mary dừng lại nha, chỉ để mọi người không có hỏi, cái Mary tưởng đâu mọi người hiểu hết, cái Mary không nói, cái Mary cứ làm tuốt luốt hết trơn à. An đè dữ lắm á, đè nhé, đè cái mà đè vừa vừa thôi bé An. Em đè giống như vậy nè, cái móng vậy phải không? Em đè nè, thấy không? Nó hơi cong nè, nhìn Mary nhìn ngang nè, nó hơi cong nè. Đó nhìn lại, chứ đừng có đè vậy luôn. Tức là nó chỉ một phần tư thôi, đè cái nó cong 1/4 cái mũi xuống thôi, hiểu không? À, mọi người hiểu chưa nè? Mọi người hả, xem livestream này nó được một cái lợi thế là mọi người hỏi cái gì hỏi Mary liền, Mary sẽ trả lời liền nè, thì mọi người tranh thủ hỏi nha, để lát nữa cái dòng tới dòng lui Mary hỏi nó lâu á, Mary sẽ trả lời nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Rồi ok ha, rồi bây giờ mình dòng xuống đây, mình làm nó thêm một cành nữa, một lá nữa nè. Nè An nè, chỗ này nè, đè nè, em bắt đầu đè nè, đó An, đè nè.
mình đè nó có lực là tự động nó ra thôi. Đó. Thấy chưa? Báo cái cọ kia qua màn hình đi chị để xin cọ. Ok, ok. Cho chị xin một chút xíu nha. Chị đi bằng cái này một cái đi rồi chị lát nữa chị lên đánh lá bằng cái cọ đó cho. Tại vì cây này nó đang còn màu trong này nữa ha. Mọi người nghe nhạc hay không? Nghe nhạc hay hay là nghe chị Marie nói hay? Marie nói. Giờ em đã hiểu. Hiểu chưa An? Trời ơi, An này nó biết cách hỏi lắm, nó hỏi cái lộ bài hết trơn à. Mà lộ ra đi, lộ bài vậy đi để cho người ta biết đường người ta học chứ. Thấy mọi người nè, khi mà tụi em tán màu á, tụi em vẫn tán lại cái chỗ cũ nha. Tán lại cái chỗ cũ, đừng đi ra chỗ khác nha. Đúng, mà Giang ơi, lưu mẫu của Mary lại đi. Rồi Mary nghỉ mẫu cho Giang rồi. Giang cứ thế Giang làm thôi, gì đâu. Nè, bây giờ mình quấn cánh nè. Đây nè, móng ngắn nè em nè, Giang cọp nè. Đó, thấy chưa? Đó, móng ngắn đó. Nè, thấy không mọi người, thấy Marie phẩy nè, Marie hất nè. Đó. Tới đây ngưng được rồi, chèn cái lá cũng được. Mà thích thì chèn cái bông luôn. Bây giờ mọi người thích chèn cái bông hay là thích chèn một cái cánh bông nữa, hay là mọi người thích Marie chèn lá vô đây? Tức là tới đây mình ngắt được rồi nè. Tới đây mình ngắt cũng được luôn. Tới đây mình cho thêm, mà mình thích mình cho nữa, còn không thì mình ngắt từ đây luôn, mình lòn cái lá nó vô đây. Mình luồn cái lá vô đó. Ủa sao nóng quá vậy? Trời ơi, không có một miếng. Sorry mọi người nha, Marie không có chịu nóng được. Mà cũng không chịu lạnh được luôn. Vừa. Ok, rồi mọi người. Màu đang tán là sân máy. Mắc cười quá không dễ được. Sao mắc cười hả Kim Hoàng? Màu đang tán là số mấy à cô? Lát nữa cô sẽ post ở dưới cái bài này nha. Cô sẽ ấy cái bài này nha. Giờ cô đang có ấy rồi. Cô dừng cái nó mất màu á. Rồi, ok ha, mình tiếp tục thôi. Cho một cái nhánh nhỏ dưới đây nè, đó. Vân coi màu gì Vân nói đi, Vân đưa vô đi. Có cái chị nào em từ khi ấn kết bạn cô em mới vẽ cỡ bản được, chứ ngày xưa em học là em không vẽ được, nói nhiều lại thành ra em bất kính cô ạ. Thì có lẽ là may mắn là cái cách truyền đạt của Mary á, thật ra thầy cô đó người ta cũng giỏi, nhưng mà có thể là nhiều khi có thể là Mary truyền đạt, cái cách Mary truyền đạt nó làm cho tụi em dễ hiểu á. Cho nên may mắn ha, coi như mình may đi ha. Đúng rồi, Mary cũng không á. Cô Mary, thật ra Mary rất là ngại những cái bạn mà chê một cái người khác hay cái gì á, Mary rất là ngại luôn á. Mary ngại lắm á, tại vì Mary sợ. Đưa đi, ba màu. Trời ơi, đưa vô đây nè, cha ơi. Trời ơi, cái gì á, đưa đâu đó vậy nè em. Bạn BBT2 nha em. Đọc lên cho người ta Dân ơi. Đây là một cam C2 nha mọi người. Em đưa đây em nhìn thấy mà em không chịu nói. Con Dân này nó không bao giờ nó chịu nói cái gì hết trơn á. Dân phải nói lên đó. Tại vì Dân ở đây đó là Dân nhìn thấy, Dân nói người ta dễ nhìn lắm. Nè đi nè, đó rồi mình quấn một cái cánh nữa. Phải đến đoạn nhỏ một cánh là phải ấn cọ. Đúng rồi, em cho lực á, ấn tức là em cho lực xuống á. Em cho lực xuống á nha Thủy. Thì tự động cái cọ này nè, ví dụ như em ấn lực là tự động nó xòe ra, nó to ra, mà em thu lại thì nó nhỏ lại. Rồi bây giờ nè, Marie đi lá nè ha. Ok chưa mọi người, nhìn ok chưa nào? Rồi bây giờ hả,
Trời ơi, Mary á, post mấy cái bài này lên YouTube của Mary á, thì cái kênh của Mary thì không có sao, mà không biết cái đa cái trang khác á, người ta lấy bài Mary người ta đăng lên. Xong người ta nói chứ trời ơi, Mary dậy mà Mary nói nhiều quá. Chị vẽ đẹp mà sao chị nói nhiều quá. Mary nghĩ trong bụng, trời ơi, không nói sao các em nó hiểu. Hoặc là nếu như Mary vẽ một cái hoa văn Mary vẽ có 5 phút mà Mary lên live Mary phải nói cả tiếng đồng hồ. Ta nói cho dễ cái gì mà tiếng đồng hồ. Trời ơi, mà xong ta ý là người ta chê đó. Cũng buồn buồn chứ bộ. Mà... rồi, cái này nè, rồi bây giờ nè, review cho cái cây cọ số 2 nè, Nail Root nè. Root biết đọc vậy đúng không em? Chào Nail, chào em. Ăn sáng chưa? Chịu like. Ta nói Mary nó dễ đẹp mà sao nói nhiều quá à. Mà không nói nhiều thì các em lại không có có giải thích được cho dùm cho các em. Cho nên thôi kệ, thà mang tiếng nó nhiều còn đỡ hơn là hả, không nói, với lại mình làm cái kiểu mình biểu diễn á, mấy em nó thấy không được, tội nghiệp nó, đúng không mọi người? Thì mọi người người nào thấy hợp với Mary á thì làm với Mary, ở lại với Mary, còn không thôi. Mà mấy người đó không biết cái trang nào á, trang nào lấy bài của Mary đăng lên đó, Mary cũng không biết, không phải Mary đăng. Rồi bây giờ mình vô mình rửa cọ xong mình lấy hai màu ha mọi người. Rồi mình rửa cọ ha. Thì bây giờ nè, cái này mình vẽ vẫn là ok nha mọi người, đúng không? Cái này mình vẽ thì nó vẫn lên ok nè, đúng không? Mình vẽ là nó vẫn ok nè, đúng không? Nó lên màu ok. Đúng không? Cái lá này nó vẫn ok, đúng không? Cái lá mà hai màu thì thí dụ mình lên khách á, mình đua lẹ lẹ chơi hai màu thôi mọi người, đừng có chơi nhiều. Còn này Mary nhà sẵn cái công Mary dạy rồi á, Mary hướng dẫn rồi, mình ngại dùng cái từ dạy ai lắm, mình thích dùng cái từ là mình hướng dẫn thôi. Thì cái này nè là cái lá hai màu nè, thấy Mary nè, thấy Mary nè, cũng không cần phải xoay cọ đâu, cứ hất hất nó lên rồi nghiêng nó xuống là nó cũng đủ ra một cánh rồi, mà một cái lá rồi ha mọi người. Đó ok, đây là cái lá mà gọi là hai màu ha, mọi người nhìn nó vẫn lên ha. Rồi cho cô miếng xanh dương nữa, Vân quên bài nữa rồi. Này em Vân lớp lớp trưởng này, em Vân hay bị quên bài quá. Ít thôi. Rồi bây giờ Mary đánh một cái hiệu ứng này thì nó sẽ đó, thấy không? Mọi người thấy nè, nó chán lắm, học Mary làm gì? Vậy chi người ta biết rồi, người ta đâu cần học chỗ khác, chán. Vậy chi mà có tâm ghê. Chị An là học sinh là đang học lớp online của Mary luôn á mọi người. Rồi mỗi người có thế mạnh riêng, con nghĩ con Mary là cậu bạn trong quê em ấy mà được biết đến con Mary. Cảm ơn Giang Cọp luôn. Giang Cọp ơi, con Mary thì cũng biết hết á. Giang Cọp hỏi thử coi Giang Cọp là anh hay chị. Giang Cọp là anh hay chị. Rồi bây giờ là cái không, bây giờ mình thêm cái màu xanh la, màu xanh dương vô nó sẽ ra cái này. Thì cái lá mọi người đi cho Mary là để nè, đây là cái lá là một cái hiệu ứng khác, một cái nó lên, nó sẽ lên màu một cái kiểu khác đó. Mọi người nhớ lấy được cái mũi nhọn nha. Giang ơi, em là nam hay nữ? Tại vì cái tên của em nó không có thể hiện được cái giới tính á, đâm ra nhiều khi gọi nó không đúng á. Đó. Đó mọi người thấy nè ha. Thì Vân bao nhiêu một lọ ạ? 40k một lọ em ạ. Dạ em là nữ 100%, em mới 98 thôi cô ơi. Ok, bé gọi là phải gọi là bé Giang nha. Đó, thấy không nè, thì cái lá này nó sẽ lên cái hiệu ứng nó mạnh hơn nè. An ơi, cái lá của An nè, Lan An kêu rít thành ra Lan luôn mới ghê nè. Nhích cọ nè, hất vô nè. Thấy không, hất cọ vô nè. Đó, rồi kết thúc nè. Ok không mọi người? Mọi người có gì không biết thì hỏi liền này. Lan chim này nha mọi người ơi. Nhớ rồi nè, bây giờ nè Mary nè, thí dụ cái lá vậy Mary cho nó lật cánh nè. Đó. Nó lật cái cánh vô ha. Đó thì cái nào cũng được hết. Lật cánh chứ đừng lật mặt nha. Rồi. Mà người nào sống bậy lật mặt cũng có sao đâu. Đó, giờ vẽ cái lá lên cái bông, nó mới là vấn đề này nha cả nhà ơi.
cỏ nhiêu tiền á cô? Cỏ nào bé á? Bé nào? Ngọc heo. Ốc heo gì á? Em không biết. Đọc cho đúng nha, mà để anh ta giận á. À, cọ này, cọ cán gỗ là 120, mua 2 cây còn 90. À, cọ y câu thì 65k một cây nha mọi người. Ý chích cha. Á, à, nay bị tổ chát rồi. Rồi. Chị em lá của Marie qua em thành cái cục lá. Đó, mọi người này nhìn này là nhấc lên đi cái mũi xuống. Đó. Đó, rồi xong rồi, bây giờ Marie cho ở dưới đây một lá nữa nè. Lá nằm đâu? Rồi lá nằm đó rồi, thấy rồi. Đặt nè mọi người nè, đặt nè. Cái cọ này để chắc cũng mấy tháng này. Hôm nay nó hơi bị tưa một cái lông ra. Đó mọi người thấy. Mình hất nhẹ 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 nó cũng ra ha mọi người ha. Cọ này đánh rất là ok, nhưng mà tại vì Marie để chắc cái này cũng nửa năm rồi Marie không đụng tới cái cọ này. Đó. Ok nè ha. Marie là hôm trước là à, có em mua hàng thì a à, mọi người mua hàng của Marie thì vui lòng chuyển khoản và nhà cho Marie là Marie sẽ cho ship nha, ship trong tất cả đất nước Việt Nam, chỉ có không có ship ở Mỹ thôi. Ở Mỹ thì mọi người tự mua, tự nhờ người nhà đó rồi mua rồi ship qua cho Mỹ cho mọi người nha. Thì hôm bữa giờ ở đây vẫn là cái cách như vậy rồi. Ship tỉnh đó là 35.000, ship nội thành Sài Gòn đó là 25k nha mọi người, mà riêng mà Bình Dương á là ship là phải 40.000, tại vì ở đó không có bưu tá và bưu điện, người ta bắt mình phải chuyển phát nhanh. Mà Marie thì không chơi với lại giao hàng tiết kiệm đâu, nó kỳ khôi lắm. Marie là dùng của dịch vụ của Vietnam Post thì nó sẽ rất là ok, từ khâu đóng gói và vận chuyển này kia người ta đàng hoàng á, thì mình đỡ lo, mắc một chút xíu, lâu một chút xíu mà đỡ lo. Nhưng mà mua hàng thì nhớ ship, nhớ chuyển khoản giùm cho Mary, thì Mary cho hàng, Mary không nhận ship cốt nha mọi người. Rồi nè mọi người nhìn nè, có thắc mắc có thắc mắc gì nữa không nè? Giang, bé Giang gọi gì được chưa? Cậu bản mình design nền tone đậm nhìn đỡ xến phải không ạ? À? Nói chung á là không phải xến mà là hiệu ứng nó lên nó mạnh hơn. Hiệu ứng của nó lên mạnh hơn mọi người. Thì em làm nền lợt vẫn được, nó vẫn ra những cái dễ thương, những cái đầu móng em vẫn có cái cách đi rất là nhẹ nhàng đơn giản. Vân Vân lấy giùm cô những cái móng kia. Rồi bây giờ cô cho lật cánh xíu nha. À, màu đậm thì nó lên cái hiệu ứng nó dễ đẹp hơn bé. Chứ nó vẫn ok nha. Đó, mình nối vô nè mọi người. Cái những cái móng mà ấy đâu rồi. Giờ nói cô cũng không nhớ nữa, nói gì vậy ta? Không phải rồi. Cái này thì nền nào chơi cũng được hết, nhưng mà nền đậm thì nó sẽ hiệu ứng nó lên nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Nha bé Giang. Rồi, thấy không? Thấy Marie vẽ một cái hoa nè, nó đơn giản nè. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ Marie đánh qua like được chưa? Đánh vẽ like, vẽ họa tiết được chưa nào? Mình rất cảm ơn chị cho em số điện thoại của chị để em nhờ người nhà mua giùm cho em. À, chị là bán hàng online thôi, không có giao trực tiếp luôn, vì những cái lúc như thế này và chị còn những cái lớp mà dạy online á, cho nên là chị không có đi xuống để mà chị gặp ai được nha. Thì có gì thì cứ Giang Cọp phải không? Dạ không, Minh Quách. Minh Quách à, trời ơi Giang ơi, giờ nhớ Giang luôn rồi đó. Giang Cọp em thử lần khác rồi cô ơi, em chán trả lại sản phẩm luôn. Rồi ok, bữa nào cô review cho cô thiết kế cho. Ngọc Bích đẹp quá cô ơi. Cảm ơn Ngọc Bích nha, Ngọc Bích. Tên đẹp, nói chuyện có duyên nữa. Rồi bây giờ mình cho đây chút xíu nè. Nhớ nha mọi người, đánh cái like này là mọi người phải cho màu nó
màu nó nhão ha. Nè, phải nhây cây cọ nè, lấy miếng nước nè, nhây cây cọ vô để cho nó nhão nhão ra, và mình bảo đảm được là cái nước màu này nè nó nằm đầy đủ, nó ngấm vô trong cái thân cọ luôn nha, thì lát mình vẽ nó khó bị đứt màu hơn ha. Đó rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái nụ từ bên đây dắt qua bên kia. Rồi để mạnh xuống. An ơi, em còn đó không? Đó. An ư? An sáng giờ ngồi vẽ chắc mấy tiếng rồi đó, 2-3 tiếng. Rồi, thêm một đường nữa nha mọi người. Đó, mọi người vẽ càng về đuôi á, mọi người càng phải nhấc cây cọ lên nha. Dạ có. Chị An á hả? Lát mình tâm sự thầm kín nha. Chị An là một người gọi là rất là siêng, làm bột rất là ok á mọi người. Mà đó, cho vô thấy không? Mình vẽ cái hoa như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà mình điểm những cái này cái kia chút xíu vô thì nó cũng vẫn ok ha mọi người. Nè, mình cho những cái họa tiết nhẹ nhẹ, biết không, rảnh á, rảnh câu giờ ngồi cho làm thêm, chứ mà thử mà không rảnh coi đừng làm nha. Kệ. Giang Nguyễn. Hello Giang, nãy giờ ở đâu? Ăn sáng uống cà phê chưa? Nguyễn Linh cọ, có bán cọ nếp đang vẽ không cô? Dạ, cọ nếp này là cọ nếp Nga 250 một cây, nhưng mà không cần thiết đâu, vẽ một cái cọ này được rồi. Tại vì Mary á hả? À, tiệm cái nào Mary chơi cái đó à? Charito Yam Budio. Hello everybody. happy. Trời, Mary nói tiếng Anh hay ghê không? Nè. Em Nguyễn lại khen nhau, mai Facebook em bị khóa là em khóc sọc luôn. nè, cái cọ này 85k nè, vẽ ok ha. Cần gì mua cọ nghe, trời. Thì có tiền thì nói chung là mình thích thì mình mua, còn không thì nếu hỏi Marie loại nào được thì Marie nói loại nào cũng được hết nha. Thôi ok, không khen nữa. Nó nghe nè mọi người ơi, Mary nhờ mọi người này xíu nha, vì Mary không có dám chia sẻ, mọi người thấy hay và bổ ích đó. Nếu như mà cảm thấy nó bổ ích đó, thì mọi người cho Mary một lượt like, một lượt share nha. Ôi, cái này nó bị dư rồi, Mary cào ra, lấy ngón tay cào nó ra à. Nó bị dư nét á. Thì cho làm ơn Mary nhờ luôn là cho Mary một lượt share đi, tại vì Mary không dám share nha. Share rồi người ta khóa Facebook, anh FB nó khóa đó, bỏ tù Mary một tuần hôm bữa đó rồi. Mọi người làm sao mà gặp được Mary? Mọi người thương Mary không? Thương không nè? Các em yêu thương không? Trời ơi, thương thì giúp Mary share bài đi. Mà người share chừng 2-3 cái cũng được, 1 cái cũng được, nhưng mà đừng xe dưới 10 lượt nha, đừng xe nhiều, nó chốt á. Dạ, Nguyễn em đi chợ về nấu cơm xong rồi em xem sau. Tối chứ còn là xem chị ơi. Trời ơi, vậy là tối nào cũng gọi là nghe tiếng chị Marie rù rì á, phải không? À. Ê Nguyễn, hỏi câu nghe quen. Tại ngày em hay hỏi chị thương em không? Chị thương em hôm nay bắt chước ngàn luôn. An thương chị không? An la cho chị một lượt xe đi. Chị cảm ơn, chị đội ơn nè. Bé Út đây like sớm vậy cô? Ừ, chị like sớm để cho mấy bạn ở bên nước ngoài á, người ta biết sao giờ này bên đó trễ rồi, thì cùng coi với cô luôn nghe. Đó, bây giờ thì cái này của mình nó đã xong rồi, nó đã kết thúc rồi. Đó, thì hồi nãy Giang đúng không? Giang đúng không nè? Những cái mẫu mà nó ngắn vậy nè, đó. Thì mình sẽ cho Nguyễn em sập về, người ta dành học với em sao. Yên tâm đi, cục vàng đâu đi nè. Em cứ ngắt ra những cái mẫu này, Marie có post lên trên mạng hết á, nó nằm ở trên mạng hết, đừng lo lắng gì hết, cứ ngắt ra. Ôi, nói chuyện vậy bị mẹ la hoài à, nói hồi cái liếu cái lưỡi cái ga. Đó nè, những cái này là những mẫu đơn giản nè, chị đều có like hết rồi đó, thì mọi người xem nè, thấy cái mẫu nào mà nó hợp với lại cái design đó thì mọi người cứ làm theo Marie nha.
Nguyễn Linh ship em ghi cỡ nét 85k nha. Ok em yêu nè. Em là mọi người mua hàng tối thiểu 100k là Mary sẽ cho ship nha. Ship tỉnh thì 35, ship nội thành Sài Gòn thì 25k nha. Ứng của mọi người nè. Bây giờ thì mọi người còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thắc mắc thì gì thì Mary sẽ xuống like để cho cái này cái thời lượng thì nó ngắn ngắn bớt để cho Mary còn để lên YouTube nó ấy đó. Nó nhanh đó, chứ không thôi mà để lâu quá là nó nói cả nó lên cả 2-3 tiếng chưa xong á nha. Rồi thì mọi người nhớ nha, mọi người làm theo Mary rồi mọi người làm như thế nào thì nhớ post lên dưới cái bài này á để cho Mary nhìn thấy Mary sửa, hoặc là không thích đó thì để inbox riêng cho Mary. Trời, đâu phải là mua hàng học sinh thì Mary mới sửa bài đâu. Ai Mary cũng có thể sửa bài giùm hết á. Không có sao nha mọi người. Rồi bây giờ thì chị Mary bye bye mọi người. Charito, hello, I love you. How are you? Ok, bye bye. Bye bye các baby của Mary nghe. Rồi Mary chào tạm biệt đây.